Thưa cả nhà, ngày hôm nay em Nam mời quý vị khán giả đến vùng đất Ninh Thuận để tới với một cái câu chuyện Ớn ốc khi tiếp cận. một bà cụ sống cùng với ma da ở nơi hoang vắng lạnh lẽo. Ma già ở bên kia nói: "Bà ơi, bà ẵm con qua, cho áo con mặc lạnh con lắm." Chuyện là như thế này. Bà cụ tên Bầu, năm nay đã 70 tuổi, sinh sống bằng nghề làm than thưa cả nhà. Đây là những cái cây củi bà chặt ở ngoài rừng vào để là làm than. Còn phía bên đây, đây, đây là cái lò than mà bà ủ 20 ngày mới ra một mẻ như thế này. Và bà có chia sẻ một cái mẻ than như vậy đó thì thu nhập khoảng 500 ngàn. Và bấy nhiêu đó thì vẫn không đủ để là mưu sinh cái cuộc sống của bà. Cuộc sống vất vả mưu sinh là vậy. Vậy mà cái cuộc đời bà cũng không phải là trơn tru và sống ở đây một cách thảnh thơi. Hàng đêm vào lúc 8 giờ tối tới 10 giờ tối, vào những ngày cái con nước sông này dâng lên cao, nước lớn đó, thì bà thường nghe một cái tiếng bà gọi là tiếng của ma da ở phía bên kia kia cái bờ kinh này. Và cái cô bé này tầm bao nhiêu tuổi thôi, và cô ấy nói rằng là: bà ơi, con lạnh quá, con đói quá, bà ẵm con vào nhà với." Và sau đây mời quý vị khán giả cùng đồng hành với đoạn video để có một cái buổi trò chuyện với bà thưa cả nhà. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với shop của Nhật Nam TV thưa cả nhà. Thì với cái sản phẩm ngày hôm nay mà em giới thiệu với quý vị khán giả thì nó rất là hữu ích cho bà con cô bác ở cái lứa tuổi là cao niên, trung niên. Đó là nước cốt nhào 100% từ thiên nhiên nha cả nhà. Chỉ từ cái trái nhào thôi nha cả nhà. Không có một cái chất gì pha trộn thêm hết. Đây, nó trị đau nhức, nhức mỏi, xương khớp, huyết áp cao, mất ngủ. Nó cực kỳ hiệu quả. Thưa cả nhà, trong quá trình di chuyển thì anh em tụi em tình cờ thấy được một bà cụ không rõ bao nhiêu tuổi nhưng mà lại ở một cái nơi hoang vu hẻo lánh và dường như không có được một mái nhà luôn cả nhà. Đây cả nhà thấy nè, dường như là đồ đạc của cụ ấy thì phơi ở ngoài như thế này nè, và cũng không hiểu là cụ ấy ở đây làm gì và sinh sống như thế nào. Thì lúc này em Nam mời quý vị khán giả di chuyển vào phía bên trong để là gặp cô ấy nha thưa cả nhà. Ồ, em chưa thấy một cái mái nhà nào ở nơi này luôn. Con chào bà. Cháu chào bà. Tụi cháu xin tự giới thiệu là thế này. Tụi cháu là những cái kênh YouTube đi khám phá, thì vô tình á di chuyển đi ngang khu vực này thì cháu thấy bà ở đây có một mình, nên là cháu cũng muốn là vào tìm hiểu coi là có giúp được bà điều gì không thưa bà. Ở đây làm than là mười mười mấy năm năm nay. Cháu xin phép gắn cái mic cho bà nha. Cái này á là cái này trình bày với bà là cái này là để bà nói chuyện rõ hơn. Cái bạn luôn hơn đi. Dạ. Mà sao mà làm ăn sao nó mất rồi. Rồi. Hồi đó thì ổng chết là thằng Út nó là 6 tháng, bữa nay là nó là được 3 30 35 tuổi. Rồi làm than là 10 10 15 năm năm nay, làm than nằm tại chỗ. Xin đất người ta làm khúc này. Rồi bắt đầu bằng 10 giờ là ma già ở bên kia nói: "Bà ơi, bà ẵm con qua, cho áo con mặc lạnh con lắm." Mà bà biết nó ma già rồi, bị kỳ tháng trước là nước 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 trôi á, nước trôi ở kinh tế xuống là đứa con hạng này ấy, mà tóc dài con gái là trong 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 gì trong con chị mình là 3 ngày mới kiếm thấy, rồi cách 10 ngày nửa tháng là hai thằng ma, một bà một ông, và xin nước ngọt xin bánh ăn. Bà nói bà không có tiền, bà không có tiền mua nước ngọt đâu, để nó uống nước trắng này đi. Lúc nói như vậy là ổng nói tôi bóc cổ bà bây giờ á. Tôi nói bà nói lại: "Ơi, tôi con mình tôi bóc cổ ai trông tôi đó." Nói với thằng đó như vậy đâu đi mà Rồi nói. rồi 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 con mời bà. Con mời bà ngồi đây đi. Con mời bà ngồi đây nha. Để con coi cái khu vực. Bà ngồi đi, bà ngồi đi. Bà ngồi thoải mái đi. Bà kiếm cái gì ngồi Bây giờ con hỏi thăm ha. Bà là mình tên gì bà Bầu tên Bầu. ha? Dạ tên. Con cũng khá bất ngờ khi mà bà nói rất là nhanh là
Bà tên Bầu À. à? Dạ, Ừ. con thấy dường như là bà ở nơi đây luôn hay sao? Như là hay mưa là không có chỗ ở là chạy Dạ về làng, à, chạy về làng ngủ, ngủ rồi hay hết mưa là ngủ đây. Đó. Có ngủ có mùng nữa mà mùng đem ba treo ngủ. Nằm trên võng đó treo treo mùng xuống con chỗ thấy ở ngủ. đây là một cái nơi hoang vắng mà, Ừ. rồi ở một mình về không sợ hả bà? Thì nó sợ nó thấy ma, thấy ma da đó, rồi mấy người ở giang hồ nó ở dưới kia nó chạy lên, rồi bà nói mày ở đâu, đầu tiên là nó xin nước uống hả, bà nói tao không có nước đâu, bộ bà ngủ đây nước đâu bà uống, bà nói không có nước, rồi nó nói mấy tôi là người giang hồ là hai thằng được cõi xe rồi bắt đầu nó xin gà, tao nói tao làm than tao già tao có tiền đâu mà tao mua gà cho mày ăn, nó nói có tiền đủ mẹ một lò than có 500 mà có tiền đâu tao cho mày đó, rồi bắt đầu xe đạp mắc cây rửa mua cây rửa 300 chặt để trong đó con mắc đi lấy rửa bể đó đi chặt lại á con À, à, là trời mưa thì bà bầu về trong làng, à về trong làng còn không như bình thường thì ở đây, ở đây rồi con cái bà bầu ở đâu? ở ở làng À, nhà trong làng to không? ủa nhà nhỏ mà tôi hầm ba cháu ở trong một cái nhà một con rồi con nó có nhiều lắm, bà ở một cái phòng xin phòng nó ở một cái phòng nó cái phòng ở Bà có mấy người con bà ơi? như là hai trai hai gái mà À, hai gái đó lại lấy chồng có con ăn riêng hết, dạ còn con trai một thằng này lấy tới mình gì à, xa lắm bà bầu nay nhiêu tuổi trời? 70 70 tuổi rồi. hả Ôi, 70 tuổi đáng lẽ ra cái tuổi này là phải để con cháu chăm lo chứ. hả mà ở nhà uống nước trà uống cà phê cho mà cứ đi miết đi ngoài nó đâu có cho mình ăn, nó ăn riêng cho, cứ mình nói ủa chừng này sao cho con tao ăn không chín này đi múc ăn đi không có ai dọn cho bà ăn đâu đó nó tự lại như vậy. À dạ. Ừ. Hồi xưa mà mình có múc cho con ăn không? À, thì hồi xưa thì mình múc cho con ăn cho nuôi con lớn rồi tới khi nó lớn nó có rể có dâu có đồ đầy đủ nó bỏ mình nó vậy đó, bà năn nỉ bà nói sao mạng tao mà khổ dữ như vậy, người ta có con nhờ con cháu bây giờ tao nhờ không có được đó, người ta giờ ở nhà giữ con giữ cháu rồi bắt đầu tao đi chặt củi nó nói làm được cứ làm nó chửi vậy làm được cứ làm đừng có đợi đừng có không có ai nuôi đâu, còn một thằng đi làm công ty Đồng Nai lấy vợ Đồng Nai cũng không thấy gửi gì không thấy tin tức không thấy thơ từ gì hết đi À, nó rồi bà bầu ra đây đốt than là bao nhiêu năm rồi? 15 năm năm nay 15 năm nay là ở à, ngoài cái vùng ở này. vùng này không ai củi trong này là chặt hết luôn. Ồ, hàng gì? Rồi bây giờ hết củi là gì chặt nữa nè Rồi giờ sao trời? họ vậy mới nói không biết ngọn nào trả lời nữa, hết củi là gì chặt còn củi có cho mà non quá đi không có than cứ một lò đang là 500 lò 500 Dạ. Một tới lò 500 mà một ngày bà nấu được một lò không? không không một lò đó là tới 20 ngày mới 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 thành thành than mới ra Dạ, mình bắt đầu bằng cái việc chặt cây. chặt đây. Chặt cây xong rồi mình chặt thành những cái Ừ, chặt cho nó đục 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 như vậy nữa con nữa. Ừ. Rồi rồi những cái khúc cây này mình làm như thế nào nữa bà Rồi bầu? mình chặt vô mình chắc vô lò Đâu đâu cái lò của bà đâu? đó. Bà, đây đây bà chỉ cho tụi con với. Ừ, đi tới đây. Ừ, lò này nè nó này lò này. Ừ. Nó lò này này 20 ngày mới nó chín mới tắt hồn kia là thuộc chỗ nực này giữa đi mượn tiền ăn trước rồi Đâu cái lò đâu? nè lò than nè Ồ, cái này là cái lò than của bà à? lò than của bà nè. À, con vẫn không hiểu lắm. Ừ. Cái lò thì nó phải có một cái gì đó để Không vô không chứ. con lò này như mình chắc củi rồi bắt đầu mình chắc vô mình lúc đất lên rồi bắt đầu mình đốt Đốt ở đâu bà? đốt ở bên kia. Đâu đâu đâu, con đi Ừ. qua coi phía bên kia coi. Ừ. Ừ. Đốt ở bên này này. Ừ, nè, đốt ở bên này cho nó ăn khói bên kia. Rồi nó ăn hết mới lắp lắp miệng nó lại. Đó. Mình lắp miệng bằng cái gì bà bầu ơi? Lý cát này nè. Mình nhét rôm vô trong này. Rồi bắt đầu mình lấy cát này nè, mình đắp vô lại. Đó, rồi nó kín. Dạ. Từng nào nó tắt lần tắt lần tắt lần. Nó ăn lần ăn lần. Đó. Cái chòi đó là sao ạ? À?
cái chòi đó là làm lâu rồi mà rột quá đi. Bà đi xin tấm bạc này bà che. Bà che bà ở cái này cái cứ bằng đêm nó ngủ thảm thả đồ này xuống nè. Dạ. Nằm rồi thả mùng này xuống. Nó mùng này. À dạ. Đó. Đây mùng đàng hoàng đó. Ồ, là con thấy rồi, bà cắt cái mùng lên đi rồi bà ngồi xuống giọng đi. À, bà cháu mình tâm sự với nhau xíu. Cái mùng này chạy rồi sợ mũi cắn nè. À dạ đúng rồi, tối ngủ là phải văn mồng con mũi cắn. Mà ngủ chụm lửa không có đèn không? Không có cái đèn luôn. Không có. Rồi mũi sao trời? Vậy mũi á mùng này nè. À vậy chụm lửa anh chi? Chụm lửa cho nó khói á, nó khói khỏi mũi. Con thấy ở đây gì rồi cái việc nấu nướng của bà bầu diễn ra ở đâu? Đúng á, cái lò hay cái lửa. Cái lò này đâu có lửa hả? Không có lửa đâu, thì bữa nay là mua bắp hầm 5.000, mua gì phai phai lang luộc đó là 5.000, chưa ăn phai lang, sáng ngày ăn bắp hầm. Dạ. Đó. Đâu có gạo đâu, nó đem xong đem đồ qua nấu, có lúc bán thang mới có gạo mới đem qua nấu. À. Đó. Bà ngồi đi, bà ngồi giọng đi, bà cháu mình tâm sự nha một xíu. Con hỏi thăm coi, ủa một lò than vậy thì bà nói bà bán được 500 ngàn á. 500 ngàn, ừ. Mà bao nhiêu ngày mới được một... Thì 20 ngày á. 20 ngày mới được một lò. 20 ngày mới được lò. Đó, chặt củi là mười mấy ngày rồi. Có củi bao nhiêu rồi mà đâu kiếm ra nữa, nó cho đầy lò. Đó. À, mình gắn bó với cái nghề này 15 năm trời rồi. 15 năm trời. Ủa vậy sao không ra ngoài đi rửa chén hay đi... Ai đâu mới mình. Bà hỏi ghê lắm, mấy người làm công ty á, đi kêu tao đi quét nhà, lau nhà với cháu tao cũng làm được, nó nói có ai mướn bà già đâu. Nó nói vậy. Trời ơi, nó cơ giỏi như vậy mà không ai mướn hết trời. Không có ai mướn đâu. Rồi bắt đầu cây rửa cũng nó ăn cắp. Áo lao động nó cũng cắp đi đâu tao cũng không biết nữa. Mà nó phá quá đi, chịu không nổi đâu. Ở đây nó phá quá đi. Mới nãy con nghe bà nói là cái lò này là 20 ngày mới có than, vậy khoảng bao nhiêu ngày nữa là sức than rồi? Như là mình tắt 3 đêm bắt đầu mình rửa. Cái này được bao nhiêu ngày rồi bà? Rồi hôm qua tắt, hôm qua à tắt hôm qua rồi từ chủ nhật này bắt đầu rửa rửa. Dạ. Than chở về bám à. Đi trả nợ cho người ta mượn tiền ta ăn trước đó con hả? Đó rồi ăn hết 500 chưa? Ăn hết rồi, đâu còn nữa. Vậy hôm qua còn 10.000 đi mua bắp hầm như phai lang luộc á. Đâu, còn coi đó, kia phai lang luộc á. Bà bầu nói đây là một cái mẻ than. Và cái mẻ than này á thì 20 ngày mới thu hoạch. Nhưng mà em Nam vẫn chưa hiểu là làm sao để có than trong cái mẻ này cả nhà. Đó, nè, mua 5.000 phai lang, chưa ăn đồ này, rồi uống nước. Ủa khoai lang ở đây người ta bầm vậy à? Đâu, người ta nấu bán ở chợ. Người ta bỏ đường, người ta nấu. Người ta nấu, rồi bà bóp ra hả? Không, như là hồi nãy kiến vô. Bà mới lấy kiến ra. Kiến nhỏ này nè. Đó. Rồi trưa ăn đồ này. Đó. Rồi thỉnh thoảng chiều mới đi về. Rồi cái này mới nãy là bà để đâu? Nè, để chỗ này nè. Đâu bà để lại đi. Đó, để chỗ này sửa kiến nè đó. À, để trên cái cây vậy đó, để trên đó. Ô chú trời. Rồi không có gì đậy lại. Không có gì đậy nè. Cây kiến không à, trên cây đó, kiến không. Cây nặng cây kiến á. Đó. Hồi nãy có bị, bây giờ bị kiến vô qua đi. Bà lấy bị đâu bỏ rồi. Đó. Đi ra ngoài đi cho nó rộng rãi cái không khí rồi ha. Đi ra ngoài đi. Ủa cái cây này cái gì ta? Cây này cái gì bà? Cái cây tre này cây xoan. Cây xoan cây xoan. Người chủ nhà bên kia ở cưa mà bà năn nỉ bà đi, bà nói không có cây mát ở đâu cho tôi xin ở làm thang này, không có giặt bao nhiêu đâu, dài 3 tháng nữa là xong này, là hết củi là tôi không có làm nữa. Nó người ta đòi biểu cưa rồi móc cho thẳng ruộng người ta, thẳng gậy người ta đó. Dạ con hiểu rồi. Ồ vậy ở đây là mấy cái cây son đâu mà có 3 cái cây son này cả nhà. Một gốc, cây hai nhông gốc. Cây nhông nữa, cây nhông à. Cây cây son hai cây à. Đó ở đâu có 3 gốc cây rồi bà thì che... Hồi đó có bị danh nè, bị danh chỗ này nè nó. Dạ. bị danh đây, mình đi ra ngoài đi bà. À. Rồi bà nói là tắt lửa 3 ngày thì thu hoạch. Nhưng mà hiện tại thì cái tiền đã mượn tan hết rồi.
Mừng ăn Ngày Tết hôm nay rồi. là ngày hôm nay còn đúng có 10.000 là gặp anh em tụi em thưa cả nhà. Một ngày là uống một một chai nước này mới chặt củi nổi này con. Chai Năm number một one. anh hả, mới chặt củi nổi. Không có chai nước này thì nó chóng mặt. Oh. Nó chóng mặt. Chóng mặt, hãy đi mình đi nó say sẩm á. Dạ. Có nước này nó mới uống thanh thoảng người mới mới chặt củi cầm cái rửa đó nổi. Rồi chở từ đầu làng tới đây, chở một đầu Oh. núi trên núi đó xuống đây. Rồi ngày hôm nay uống nước này chưa? Uống rồi. Uống rồi, vậy là Uống quá rồi. tốt rồi. Vậy là quá tốt rồi, bà ngồi đi. Bà ngồi đi. Bữa nay không có nước này nào, uống nước nước trà. Nước trà bỏ đường. Ồ vậy sao con hỏi rồi thì bà nói uống rồi. Đây nè, Đó, bà nước uống trà. nước trà bỏ đường nè cả nhà. Bỏ đường khỏi nó chóng mặt á. Trà. Đó. Là nhưng bữa nay mình không chặt. Ồ. Mình cho chặt đồ này khúc này nữa là hết. Hết rồi bắt đầu thang đó dỡ lên, bắt đầu mình vô lại. Dạ. Vô xong mới đi kiếm kiếm củi lại. Đó, mai mốt để đi vô trong rẫy cái ông ở Phan Rang chặn bò trên này sợ chặt từ sáng 8 giờ cho đến 9 giờ người ta đi về bắt đầu mình dắt củi ra là một giờ người ta vô lại người ta thấy mình người ta chở người ta bắt mình Ừ. đó Cuộc sống cũng cơ cực quá bác. À ủa ông mất năm bao nhiêu tuổi bà? hồi thằng 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 trai út là 6 tháng À 6 tháng là tới bữa nay luôn. Bà cũng khỏi lấy chồng luôn, ở đây chặt củi ăn cha nó cho rồi rồi đó. con trai út bây giờ có chồng ở đâu chứ, có Có vợ ở đâu? vợ có vũ túc ở trong Bình Nghĩa Rồi lúc đó người con trai lớn nhất của bà bao nhiêu tuổi? là 6 tuổi, sáu chồng chắc có lẽ 6 tuổi Ừ, người con trai út 1 tuổi, người con trai lớn nhất 6 tuổi vậy á. mà. Thế như là con trai lớn là 6 tuổi, thằng này là có sáu sáu tháng ấy, ổng mới bỏ Lúc đó đó là ông mất hay là ông bỏ? ổng chết. À rồi bà không có kể lại cho mấy đứa con trai nghe hay sao? Nghe nghe kể ra hết luôn, hồi đó bà khổ sao sao bà kể ra hết luôn. Mà sao giờ không chăm bà trời? Vậy nó không có chăm nè, cứ hẹn có lúc điện là nó bắt máy, lúc có điện là nó không bắt máy nó. Bà để chai nước xuống. Bà có thuộc bài thơ con cò Bị thơ bà không biết đọc không? à? Dạ. Cụ bầu năm nay 70 tuổi mà Bảy còn mươi tuổi rất là khỏe khoắn là cả nhà không? thì đâu ở nhà lấy gì ăn con. Con nghe bà nói trong cái đoạn hội thoại đầu tiên thì khi mà ở nơi hoang vắng như thế này thì vẫn có những cái kẻ giang hồ tới là trấn lột mình. Ở đó dân hồ mà đòi, đòi đòi tiền, không có tiền đòi gà, mình đâu có gà đâu mình cho ăn cho nó Rồi sao? để nó bỏ đi. Nên đây bà già coi chừng nó nói vậy, À dạ. nó chỉ mặt mình nói vậy. Hai À. thằng mà thằng đó tướng xăm là đầy hết tay chân này, xăm là đầy hết luôn á. À dạ. Đó vậy tao nói trời ơi khổ rồi, nằm ở trên núi rồi, trên trên rừng rồi, nó còn kiếm giang hồ nữa. Ồ rồi ngoài những cái anh giang hồ đó tới đây thì con buổi đầu tiên hội thoại với bà thì con nghe bà nói cái gì về vấn đề là ma da. Mà da nó cũng đó, nó đứng tại chỗ 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 con đó, nó nói bà ơi bà ẵm con qua cho áo con mặc với con lạnh lắm mà con đói nữa, con có cơm ăn đâu, nó nói vậy. Sao bà biết ma da? Thì mình thường đi mình thấy rõ, nó biểu tao ẵm qua, tao nói tao không ẵm đâu mà nó khóc đó, nó khóc Ồ, bao nhiêu tuổi nó rồi? hàng này á, nó khóc. Vậy là còn nhỏ, con Còn trai hay con nhỏ gái bà? gái tóc dài lắm mà nước to không phải nước nhỏ hàng này đâu, Ồ, nước nước to là to. nước cao ha. Nước to nước nhỏ này có thấy đó Rồi đâu. nó kêu bà làm sao? Nó kêu nó bà ơi bà con đói bụng lắm, con lạnh lắm không có áo bẩn nó. Rồi tao nói mày mày là đứa nào, nó nói con còn nhỏ, nó nói vậy. Mà bà 10 giờ đêm 10 giờ đêm. 10 giờ đêm Ồ. nó Rồi khi mà bà thấy vậy thì bà nói là thì nó kêu ẩm ba, tao nói tao không ẩm ba đâu, mày là không phải con người là mày là ma da. Là bắt đầu bà chạy vô trong nhà kia sửa đi nói thằng đó ba Trong nhà nào? nhà kia kia Nhà của người ta hay nhà của bà? nhà của người ta. Rồi Rồi. chạy qua nói ui mày ơi tao thấy ma da mày, nó nói ma da mới chết đây à bà có nghe nó nói vậy. Mình thấy vậy mình đâu có thấy Rồi nó bà có thường xuyên gặp không? như là hồi đó hồi xưa là đi gặp ở bên sông sông Hậu Xanh á, mình đi 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 trong trong sông á.
là mình thấy Ừ. nó làm đủ thứ hết, nó Còn làm dép trôi cũng được, làm mũ trôi cũng được, mà nó làm mà trái banh đá banh nó cũng cũng được nữa. còn ở đây bà có gặp mấy lần rồi? Không gặp có 2 lần rồi, À, lần kỳ trước á lần kỳ trước là là nó xin áo xin cơm ăn, mà bà đâu chừng đó đâu có cơm đâu cho nó ăn. dạ À, rồi lần sau rồi chuyến sau nữa nó làm cái mũ mũ đẹp lắm, trôi nó trôi xuống. Nó tao tưởng đội đồ kinh tế, à tao chạy vô đâu, tao chạy vô là nó núp núp luôn ơi, nó không có thấy thấy mũ nữa đâu, nó là tao biết là ma già đó. Ừ, vậy rõ ràng hình người luôn hả bà? như là bằng đêm là hình người, còn cái bằng ngày á, là nước trôi mũ á, là mũ là bắt đầu tao phong xuống, tao nói mũ đẹp á, xuống chạy xuống lũng người đâu nó núp ở chuyện ở dưới á đó. Rồi tao mới biết nó ma già. Ồ, còn nghe nói ma da khi mà nó tiếp cận với người ta là nó muốn thế mạng mà. Thì đó Vậy nó sao kêu bà sắm? coi đâu như là mình đi ẩm nó qua thì vô trong nước đó, nó đè mình xuống Ồ. đó, rồi mình không có ẩm, rồi bắt đầu nó bỏ đi đó Là bà thấy ở đâu chứ? đó chỗ đó nó Chỗ nào? Đâu đâu, đâu, đâu. Bà chỉ giùm bà con. tin nó chỗ đâu 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 nè Chỗ nè nào? Chỗ nè nào? chỗ chỗ đó đó chỗ cây á. À, chỗ cái cây bên đó Ừ, ha. chỗ cây bên đó đó, Bình thường thì nước này lớn không bà ơi? lớn lớn, có lúc nó nước nước đầy tới đây luôn này. Ừ, thấy nước to là thấy nó, còn nước nhỏ là không có thấy đâu Ồ. đó. Còn bên đấy là cái chị chăn bò nha cả nhà, đừng có hiểu lầm nha cả nhà. Ừ, nó ở trên đó nó đồ bò ba chẳng bên này đó. À, vậy là khi mà ở đây thì gặp ma da 2 lần rồi. Ừ, mà da ma Ma nữa. còn răng là thường xuyên, răng ăn gà bên kia, Dạ. răng là thường xuyên, răng to lắm không phải nhỏ đâu, mà mình đâu làm gì nó đâu. Dạ đúng rồi. Một bà một ông bạn áo trắng Ở đâu? ở ở trên này này xuống nè, xuống là 12 giờ đêm, bà nằm trên võng á, rồi bắt đầu nói có nước ngọt không, có bánh không, cho tôi uống tôi ăn. Với tôi nói bộ ông với bà ở đâu, nó nói ông nó hai hai người ma đó, nó nói nó ở khu vực này, biết cho nó mới biết lại, không biết cho nó là coi chừng nó bóp cổ, nó nói vậy. Ồ. Nó mình đâu có gì đâu mua, vậy lâu lâu hay tao giờ là có tiền là tao mua bánh mua nước ngọt và tao tao cúng, tao kêu 2 vợ chồng ổng ăn đó, Cúng ở đâu? cúng nó cúng trên đời này chỗ này này, tại chỗ là than luôn Cúng là ngay chỗ ngồi hoang luôn. á. Vậy là họ ở đây luôn. À, thì đó 2 vợ chồng nó ở khu vực này nè, À dạ. mà không biết ở chỗ nào. Mà 2 vợ chồng lớn tuổi chưa? À, già rồi, ông chồng thì rắc cây rửa, còn bà vợ thì xách cây giỏ. Ừ, Ồ, mà mặc đồ trắng. đồ trắng, ông cũng đồ trắng mà bà cũng đồ trắng Mà luôn, khi mà bà gặp thì thấy rõ mặt mày không? không thấy mặt đâu, thấy chân thấy 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 nói mà thấy người, thấy áo mặc, thấy thấy đầu mà không thấy mặt đâu. À. Mà bà hỏi nó bà chăm hay là bà dơn bà thương, nó nói bà chồng Việt, Em bà sao? người Việt. Bà người Việt. Ừ, bà với ông người Việt, À. hồi đó là bà ổng với bà ở khu vực này. Dạ rồi Ừ, bà có nói chuyện với cái người đó tâm sự đâu nhau không? đã mình biết không thấy mặt đâu, làm sao mình dám mình nói. Ồ vậy chứ 2 người nói chuyện gì? Nó xin nước ngọt xin bánh ăn này, không Rồi có nó đi nó thành. thỉnh thoảng thì bà có nói là bà có cúng. À, có từ khi mà chim bao thấy á là bắt đầu bà cúng, bà sợ bà cúng. À thì ra là bà thấy trong chim bao. Ừ, đâu chim bao thấy thanh vậy luôn chứ. Rồi ở ngoài có thấy không? Hả, như là đó bà ơi, ở trên võng á nó đứng ngoài này, nó nói bà ơi bà có nước ngọt có bánh không, tao nói ủa ai chừng này 12 giờ mà xin nước ngọt xin bánh hả. Mà tao dòm tao thức là tao dòm thấy 2 vợ chồng bằng đồ trắng, Dạ. cái bà vợ là tóc dài là bà phủ trên này hết, bạn đâu có thấy mặt. Còn đàn ông thì đứng ngoài sau này lại đó, là nói tiếng mình nghe tiếng nghe, mà thấy người mà không biết ai là ai Dạ. đó. Vậy còn nói trời ơi đã khổ rồi bà ở làm than rồi còn thấy mấy dịch mấy toi này nữa chứ, nó nói mình nghe Bà mình nói vậy coi chừng tối nay họ kiếm bà đây. vậy là chết luôn á. Lâu lâu cúng chứ, hễ giờ là than này giờ là bắt đầu mua mua bánh mua nước ngọt về cúng Dạ. nó, thắp nhang bớ, nó thắp nhang cúng
mà không có hỏi bà mấy chục tuổi, bà mấy mấy bà chết mấy mấy năm năm nay, đâu có nói đâu, đâu có hỏi đâu, sợ vậy mới luôn này đó. Rồi bao nhiêu tuổi này là đủ một 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 một, một mẻ than cho. Chưa đi chặt lại à, đi chặt lại mớ nữa mới đầy, mới được 500. Thôi bà đừng có chặt than này, củi này nữa. Bà chặt củi này công an bắt bà đó. Mà sao vậy nữa, lấy gì ăn con? Con thấy mấy cái cây khô 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 ngoài kia đầy kìa. Ôi, cây củi thiệt là củi, mấy cái ra than, không À phải củi là không có ra than đâu. ồ vậy thế cũng Không, khổ thế. còn cái củi này á thì nó ăn mà không có ăn bằng củi này. Có nghĩa là củi chắc á, thì nó mới ra than, còn á, mà củi khô củi mục á, là không có ra Không than. không không có ra than ăn, Ôi cũng khổ lắm con à. Đó, phải được một lò than đó. con hiểu rồi, giờ con cũng không biết khuyên bà sao nữa, nhưng mà chặt cây cối rồi nó lại phá hoại môi trường. Nên vậy bà còn nói lấy hết củi này lấy gì ăn hăng. Thôi lỡ rồi cũng 15 năm rồi còn gì nữa, thêm 3 năm 5 năm nữa chắc cũng không sao đâu nghe. Mà chặt củi đâu chặt nữa, chặt ở trong rẫy người ta, người ta chử, người ta bắt đòi thường Vậy khu này là chắc là bà chặt hết củi luôn á. rồi. Hết luôn, toàn củi có cho mà củi non, củi hạ hăng này nè nó, củi hẳn đó làm sao có tham. Bà là người dân tộc và Người dân tộc, người Chăm. người Chăm, Người gọi Chăm. là người dân, con tại con không có quen á nên con gọi vậy chứ không phải là con ấy đâu. Nè, khi chặt cây nè, ông nói mỗi một cây là 5 triệu. Chặt đi, bà chặt đi. Ông nào nói? Ông Mười Nhiên, ông chủ rẫy này Ồ nè. vậy là cây của người ta mà, Cây của người ta thì mình xin chặt. Mà ông đâu cho, ông nói 5 triệu 5 triệu một cây. một cây. Rồi bà nói như thế nào? Bà nói thôi đi, ông Mười nói vậy là tôi không dám chặt đâu. Ông nói nếu giữ được, ai chặt ở bắt được, ông đưa tiền cho gì 500. Tôi nói út thiệt, tôi không có nói đâu, chỉ nói ai chặt làm gì làm đi đó. Thì mình xin chặt, ông đâu cho, bây giờ để cho họ chặt đấy, mà không có ai dám chặt đâu. Ông ngày nào là ông thăm, canh trưa là ông qua thăm đó. Ông thầm chủ yếu ông thầm cơ bà có chặt không đây, chủ yếu ông thầm cơ bà có chặt không đây. Coi coi có chặt không, mà đâu có dám chặt đâu. Ông nói vậy là dám chặt, mà chặt đâu nổi cái giữa đó, mà làm sao chặt chặt bụi này nổi. Rồi buổi trưa nay là bà ăn cái tô này á. Ăn tô đó con, trưa này ăn tô đó thường thì cũng nước thường thì mấy này. giờ thì bà mới ăn, Chưa chưa đúng giờ đâu, 10 giờ mới, 11 giờ mới ăn con, mấy giờ mới ăn chứ? 11 đó Ồ sao con thấy cái này ăn sao đủ no trời. thì ăn bảy chứ sao nữa con. Cái này sáng bà mua bao nhiêu tiền? Năm năm ngàn Trời dữ gì, năm ngàn 5.000 mà có nhiêu đây á? Bắp hầm mỗi 5.000 á, là sáng mai ăn bắp hầm, rồi trưa ăn đồ đó, rồi chiều đi về mới 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 có cơm ăn. Này này này, có con kiến nó ăn trước bà rồi Đó con kiến á. nè. Ồ bà chưa ăn mà con kiến ăn rồi. Nãy con kiến ăn nè 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 nè, nè xong nó vô trong này lại, rồi bắn để nó ra ngoài đi. nó Ôi đó đó trời, người ta mua người ta chưa ăn mà con kiến ăn thì rồi. con kiến ăn trước mình lại quá. Con kiến hư. Thôi sao bà tranh thủ bà ăn đi, để con kiến nó ăn trước, nó Vậy lại nó không tốt. nếu nó ăn thì nó để cho nó ăn, chưa đúng giờ ăn đâu con hả. Dạ vậy tới giờ bà mới ăn, vậy thôi để con cắt cho bà ha. Cắt cho Sao bà lại sao cắt nó cho. khô queo Để cái này cũng được vậy con, này vậy thử á? kiến. Để đâu? Để cái này này. Để trên đây cho bà ha. Đó, Rồi nước trà như vậy đủ uống không? cũng ít uống lắm, ở ngày ít uống nước trà lắm, sợ ngủ không có được nó, sợ hãy nó chóng mặt là mình uống. Nếu có nước này á thì khỏi nước trà, trà là phải có đường nó. Nếu không có nước này mình uống mình nó ỉ, nó ở không mà uống chi, làm chặt củi mới uống. Tính ra cuộc sống của bà cơ cực quá. Chẳng hạn như bà có tiền đó, thì bà có ăn bắp này không? Như có tiền không, có tiền thì mua gạo ăn, mua gạo mua cá khô vậy nó chưa ăn. Nấu ở đâu? Nấu nấu ở này cũng được, mà nấu ở nhà xách lên cũng được. Nấu ở đây thì nấu ở đâu nè? Nấu ở đây có khi nấu ở đây nhiều hơn đó. Rồi chiều ngày nấu chiều xách xong đi về, sợ để mày này nó ăn cắp nó. Ồ con có thấy bà có chiếc xe đạp kìa ha. Thế là nó cắp 15 ngày mới kiếm thấy á. Nó đi bán cho dây chai nồi bẹ, đi chuột 50 ngàn á, về mới được đi đó. Vậy là chiếc xe đạp đó cũng cũng có một cái câu chuyện ha. Đó
là kiểu dạng ta ăn trộm rồi cái là mình đi chuột về ha. Đó, mình đi 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 hỏi mấy người băng dây chai á, nó có thấy ai băng xe đạp bông, tên nó xe đạp màu gì nó mà đó chỉ đồng ta, à dạ. Rồi người ta mua mua rồi người ta đưa tiền cho nó hay là không mình cũng biết nữa. Người ta nói 50 ngàn, con cho 50 ngàn mình lấy xe mình đi, lấy xe đâu mình đi. Dạ. Nếu nó chặt củi ở trên đó dắt chắc không nổi, phải chở xe đạp chặt trong rừng á, rắc ra bắt đầu bắt xe đạp chở lên tới đây. Ôi cực đó. Khổ quá, những cái cây tươi này mà bà lo về thì một vấn đề khá như là có củi này á thì có 3 cây ấy, một lần mình chở, còn củi nhỏ nhỏ thì được 4 cây đó. Khổ lắm con, nghề nào chứ nghề này khổ lắm đó. Mà không làm không có gì ăn, mà làm ra thì mệt đó. Sao mạng người ta thương mạng mình khổ quá hả? Sao kỳ vậy trời? Vậy mới nói người ta tuổi như mình, người ta ở nhà còn mình đi làm như vậy, ngày nào cũng đập xe đạp lên, chiều nào cũng đập xe đạp xuống, có khi mệt mà đi ngủ tại chỗ luôn, ngủ nhịn ơi luôn, không đem gạo không đem cơm mày ăn gì hết đi. Vậy có sao? Lúc con đâu kêu đi ăn, con ở gần bên này này nó chậm bỏ, nói bà ơi bà ăn cơm với con đi, bà còn ngủ không không có cơm nữa gì bà ăn. Rồi nó nói đi thì đi, mình ăn cũng ngại đó. Rồi bà nói thôi tao không có ăn đâu, nên đây đừng có ngại chứ, coi như con trong nhà đi chỉ nó. Mấy người đi đường này mấy người cũng thấy thấy bà làm, mấy người cũng cũng nói biết tội nghiệp bà già ghê. Tao nói đủ mẹ tội nghiệp mà thấy cho gì tao ăn đâu. Là cái gì cho đủ tao ăn hay coi, là người ta có bầu người ta cho, có người ta có bi người ta cho, có số đủ người ta cho, hay ai có gì ai cho đủ nấy. Dạ. Lấy người ta cho mình chê mình phải lấy. Dạ. Đó, một trái bầu bà lớn ăn tới 2 ngày luộc ăn với nước mắm. Dạ. Đó, khổ lắm. Bà là người nào cũng kêu đi ăn cơm hay thôi tao không ăn đâu, ăn ngại lắm. Thì con trình bày với bà như thế này, cũng là tùy duyên thì mấy anh em tụi con Thanh Vi Từ Thiện, Nhật Nam TV, A Hầu TV với lại Tí TV thì có cái nơi này thì thấy bà ở đây coi cút có một mình nên là cũng có mua ít quà từ kênh Thanh Vi Từ Thiện gửi cho bà luôn anh Vi ha. Dạ dạ. Mà bà chưa hỏi con ở đâu. Con á, con ở thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố lên tới đây luôn. À dạ. Đi con giỏi chứ, còn này nữa. Dạ, con ở trên trên núi ạ. Ở trên núi. Dạ. Anh con... này là anh A Hầu TV. Anh ở Hà Giang. Anh là một kênh YouTube mới đi theo con trong thời gian gần đây để học nhạc. Mày có vợ chưa? Con có vợ rồi ạ. Có vợ rồi, có vợ tao dẫn đi ưng cháu tao cho rồi. Còn đây là Đại Tí TV, nhà Ninh Thuận. Đây, anh Vi. Phần quà của đây là phần quà của chị khí lớp á nha. Chị có tên là khí lớp á mà tiếng Anh thì Vi á. Đó không được. Để gọi cho bà là một thùng mì tôm bà nè. Mì tôm. Rồi một bao rả 10 ký rồi nha. 10 ký ăn được 1 tháng đó con. Ăn 1 tháng, 1 ngày 1 lon. Ngày 1 lon là 1 tháng hết. Nó có mì tôm ấy, sáng mai mình nấu mì tôm mình ăn sáng. Dạ, bà một cây dầu ăn bà nha. Một cây dầu sáng. Đó. Này cũng 1 tháng luôn. Dạ. 1 tháng luôn không ơi, đó. Đây là một cái chanh mắm. 1 tháng luôn ơi con. Theo là cho bà là nha. Vì thay mặt chị cái lớp đó gửi cho bà là 300 đó. Chị cảm ơn. Biết cảm ơn sao không? Cảm ơn cảm ơn biết nói sao? Cảm ơn cháu cái lớp ở Mỹ. Cảm ơn ở Mỹ nói vậy cho rồi. Dạ dạ. Cảm ơn mấy chú mấy chị mấy anh ở Mỹ hảo tâm cho tôi. Kìa bà bầu khổ lắm, chặt củi tôi suốt năm lễ thủy chặt mới có ăn, không chặt thì nhịn ơi con đó. Dạ. Trình bày với bà như thế này, trình bày với bà con cô bác anh chị tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình
Thường mà khi tới những cái hoàn cảnh như thế này thì Ừ. ít nhiều thì cũng hỗ trợ ít tiền. Ừ. Nhưng mà bây giờ con hỏi bà như vậy nè. Bây giờ hỗ trợ bà, lỡ hỗ trợ bà tiền ở đây á, có nguy hiểm lắm không? Không không, như là bằng đêm sợ, bằng ngày không có sợ đâu con. À. Ừ, bằng đêm nó lâu lâu nó vào một lần, nó không qua thường xuyên đâu. Ừ. Nó thỉnh thoảng nó ở làng lên á thì nó nổ bà nó làm, còn con có thì nó không dám nổ đâu đó. Bà cũng biết mặt thằng đó Bây giờ vậy đi, nữa. thường á thì con, cái hoàn cảnh của bà con cũng không dám hỗ trợ nhiều. Ừ. À, con sợ bà giữ nhiều tiền trong người ở cái nơi hẻo lánh vậy, không phải là ban đêm không mà kể cả ban ngày nữa thì nó cũng khá nguy hiểm. Thôi bây giờ như vậy đi, con hỗ trợ cái số tiền là ít thôi, con gửi bà 500 đi, bà nhận giúp con. À, Ừ, đây là cảm cái ơn con. dạ đây là cái tiền của chị Mỹ Phượng ở Mỹ, thì có gửi vô cái phần quỹ, thì chị cứ nói là gặp ai cho ai cho, thì con gửi cho bà. À, cảm ơn cô Phượng hả? Dạ, cô Phượng. Cô Phượng ở Mỹ. Cảm ơn cô giúp tôi ăn được vài vài ba 10 ngày á, một Năm cá trăm là ăn 10 ngày á. ngày cây cây nữa, ăn cho nó bồi dưỡng, đi chặt cây chặt Quan củ, trọng là phải uống uống nước nước ngọt. ngọt, quan trọng là phải uống nước ngọt, không là nó đau chóng mặt. Trong mặt uống nước ngọt này 10 ngàn một chai đó, tính đi, mười Dạ ngày mười rồi được rồi chai đó. rồi, con cảm ơn bà vì đã có một cái buổi chia sẻ với anh em tụi con trên kênh của tất cả anh em tụi con. Cảm ơn tụi con giúp bà với con, bà khổ lắm. Dạ vậy thôi, tụi con gửi lời chào tới bà luôn ha. Chào. Bà giữ gìn sức khỏe nha. Hễ có nước này là có khỏe, không có nước này là không có khỏe đâu con. Đúng đúng, vậy là ngày nào cũng phải uống, À, ngày nào cũng uống, con ở không có chịu uống nước trà với đường đúng rồi, đó, người ta nói sợ phải cố gắng ngày nào cũng uống một chai, không thì nó không giữ được sức khỏe nước, của không không có nước này nó nhức đầu. mình. Dạ rồi, con chào bà. Chào Bye chào bye các bà chào chào các con, chào nha. cảm ơn. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với shop của Nhật Nam TV ngày hôm nay cả nhà mình ạ. Thì ngày hôm nay thì em giới thiệu cho quý vị khán giả, đây là cái mật ong rừng xịn nè cả nhà, 100% từ thiên nhiên, từ rừng thiên nhiên nha cả nhà, không chất kháng sinh, không chất bảo quản, được bắt hoàn toàn từ ngoài rừng. Do Việt Nam quê ở Quảng Bình đó cả nhà, nên mình có cái nguồn mật này nó cực kỳ thiên nhiên. Quý vị khán giả có thể thấy cái phần ga này, cái phần bọt ga này nó trào lên phía bên trên này không cả nhà, đây. Nguyên chất 100%. Và một cái chai này là 1 chai 1 lít, thì giá 1 triệu một chai cả nhà, 1 lít 1 triệu 1 lít. Nếu mà quý vị khán giả cần thì Việt Nam có thể là sớm ra nửa lít cho cả nhà mình nha. Nửa lít thì 500, và bên em thì hoàn toàn là bao ship hết tất cả các sản phẩm, nên là quý vị khán giả cần em sẽ là gửi tới nhà cho cả nhà. Chỉ cần nè, tên nè, số điện thoại nè, địa chỉ nè là Nhật Nam TV sẽ gửi tới nhà cho cả nhà. Thường thì những cái cô chú anh chị làm thuốc á, chẳng hạn như ngâm bông đu đủ hoặc là ngâm tỏi thì cũng rất là ưng sử dụng cái sản phẩm mật ong bên Nhật Nam TV, và cũng quay lại mua rất là nhiều nha cả nhà. Và nếu mà được sự ủng hộ của quý vị khán giả thì đó là một cái điều tuyệt vời, hãy liên hệ với Nhật Nam qua số điện thoại trên màn hình nha cả nhà mình.